Companies Tyson, Pilgrims, Sơ chế rửa sạch và đóng gói đều đặn không một phút ngơi tay. Giữa những dây chuyền máy móc sản xuất thì công nhân vẫn là lực lượng lao động chính tại những nhà máy xử lý thịt gia cầm như thế này. Trung bình, mỗi công nhân sẽ phải xử lý tới 30 con gà mỗi phút, tương đương với 14.000 con mỗi ngày. Các công ty sản xuất thịt gia cầm lớn tại Mỹ như Tyson hay Purdue thu hàng tỷ đô lợi nhuận, đánh đổi bằng an toàn và sức khỏe của chính những công nhân làm việc cho họ. Để đảm bảo năng suất để cung cấp cho thị trường, các nhà sản xuất đã không ngần ngại bóc lột sức lao động của người làm, từ trả lương thấp cho tới cắt giảm giờ nghỉ vô lý. Công nhân buộc phải đi vệ sinh tại chỗ vào bỉm bởi vì quản công nghĩ rằng việc cho chúng tôi tạm nghỉ cũng là lãng phí thời gian và giảm năng suất. Có lần tôi đã cố tranh cãi rằng đó là nhu cầu cá nhân, nhưng ông ấy chỉ lạnh lùng nói, anh cứ làm thế đi, tôi sẽ đuổi việc ngay. Công nhân còn phải đối mặt với nguy cơ bị tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp rất cao, nhất là khi các nhà máy lơ là trong việc đảm bảo tiêu chuẩn an toàn nơi làm việc. Họ nói, tại Purdue, chúng tôi vô cùng tự hào với quy trình chăn nuôi gà của mình. Chúng tôi thường phá lên cười khi nghe mẫu quảng cáo ấy. Hiển nhiên là họ chăm lo cho lũ gà hơn cả cho chúng tôi rồi.